Bộ phim Khánh Diêu Niên phần 2 Tập 9. Không phải nói là quan trường trong sạch sao? Nói là không nhận hối lộ, đến cuối cùng vẫn nhận đó thôi. Lời này có thể nói ở đây sao? Cấm miệng. Dẹp đường kìa. Nhanh đi, dẹp đường rồi, nhanh lên. Nhanh lên nào. Điện hạ, Phạm Nhạn như vậy là nhận hối lộ, mưu cầu tư lợi trắng trợn, đúng thật. Hắn làm vậy chẳng phải là tự mình giao nộp điểm yếu vào tay ngài sao? Nếu điện hạ nhân cơ hội này phát huy thật tốt, có khi sẽ đuổi được hắn rơi đài đấy, coi như không có chuyện gì xảy ra. Không phải tội hắn sao? Hắn nhận tiền của Kiểm Sơ Ti, tại sao phải kéo theo cả ta? Ý điện hạ là hắn cố tình giao điểm yếu vào tay ngài, chẳng lẽ là chịu thua, có ý quy phục điện hạ? Nếu đổi lại là người khác làm như vậy thì không sai, nhưng Phạm Nhàn thì ta thật sự không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì. Đoán không ra mới thú vị. Bệ hạ, mấy vị ngự sử của Đô Sát Viện cùng nhau luận tội Phạm Nhàn, Phạm Đại Nhân. Tội gì? Tố Phạm Đại Nhân mưu cầu tư lợi, tham ô hối lộ, kiêu căng ngạo mạn, làm trái pháp luật. Giao cái này cho công bộ. Chờ đã. Giao bức tấu này cho Phạm Nhàn. Có cần tiểu Phạm Đại Nhân hồi đáp không ạ? À? Không cần. Để hắn xem. Tuân chỉ. Vạch tội. Phạm Phủ, Phạm Nhàn, đề ti giám sát viện, công khai nhận hối lộ 3.000 lượng bạc, coi thường pháp luật, nhận ngân phiếu giữa thanh thiên bạch nhật, gan to tay trời, coi thường pháp luật Khánh Quốc, là sâu mọt của Khánh Quốc. Chúng ta thề không đổi trời chung với hắn, thề trừ gian cho nước nhà. Ngạo mạn vô lối, coi thường người khác. Ta quả là một tên khốn nạn. Xem xong rồi, vất vả cho hầu công công rồi. Nghe ngài nói kìa, đây chẳng phải là điều ta nên làm sao? Vậy lão đồ cáo lui trước. Nào, tiễn hầu công công. Phạm tiểu gia, thưa cho lão nô nhiều lời hỏi thêm một câu. Chuyện này tiểu Phạm đại nhân định đối phó thế nào? Bệ hạ chẳng hỏi à? Không ạ, ta chỉ tò mò thôi. Theo lẽ thường thì nên đối phó thế nào? Các ngôn quan ngự sử đều dâng sớ luận rồi. Chuyện này nói ra đâu phải là chuyện nhỏ. Dù sao đi nữa, tiểu Phạm đại nhân, ngài phải dâng sớ tự biện hộ. Sau đó thì đợi thánh ý của bệ hạ. Vậy nếu ta không đáp lại thì sao? Điều này không hợp quy củ. Đô sát viện đã vạch tội rồi mà ngài không đưa ra phản hồi, như thế chẳng phải là tát vào mặt quan ngự sử sao? Không phản hồi là tát vào mặt, vậy đâu có đủ. Phạm đại nhân, Phạm tiểu gia của ta, thứ lỗi cho lão nô nhiều lời, ngài ngàn vạn lần đừng manh động. Nghe kể gì chưa? Tên Phạm Nhàn kia đối mặt với vạch tội mà mãi không dâng sớ từ biện hộ. Lý nào lại thế? Đúng là
coi thường người khác, đô sát vị không coi luật pháp Khánh Quốc ta ra gì, bị vạch tội mà coi như không có gì. Tên này thật là to gan lớn mật. Đúng vậy. Còn nữa, còn nữa. Ngươi là ai? Ta, Vương Khải Nghiên, phụ mệnh Phạm Nhàn đại nhân, đề ti giám sát viện, gửi đô sát viện các ngươi một bức thư pháp. Chữ gì vậy? Gửi cho vị nào? Bất kỳ ai trong số các người và tội phạm đại nhân đều có thể xem. Chờ chút, đợi ta đi xa rồi ngươi hãy xem. Ai vậy? Phạm Nhàn gửi tới, xem đi. Phạm Nhàn, mau mở ra, mở ra xem, viết chữ gì thế? Chữ gì vậy? Mau mở ra xem. Đây, cái này. Ngự sử đô sát viện và tội Phạm Nhàn. Đúng vậy. Nội dung và tội là vụ ngân phiếu 3.000 lượng bạc của Đế Công Công Kiểm Sơ Ti. Ai cầm đầu? Có vẻ là tự phát. Phạm Nhàn nhận ngân phiếu công khai, phía ngự sử nhận được tin cũng hợp lý. Ba ngàn lượng bạc cũng không phải chuyện gì to tát. Nếu Phạm Nhàn viết tấu từ biện hộ, đám người của đô sát viện cũng sẽ không truy cứu đến cùng. Phạm Nhàn không tự biện hộ mà cử Vương Khải Niên đến đô sát viện, tặng cho ngự sử và tội hắn một bức thư pháp. Viết gì? Chó điên sủa loạn, đô sát viện đại khánh. Thế này chẳng phải chửi chúng ta sao? Nói chúng ta như vậy thật quá to gan rồi. Thật không coi chúng ta ra gì mà. Thật quá đáng mà. Ngông cuồng quá rồi. Không để ai trong mắt. Ngông cuồng quá rồi. Quá phách lối. Không coi ra gì mà. Tố hắn. Đúng vậy. Tố hắn. Phải tố hắn. Nhất định phải tố hắn. Tố hắn. Nhất định phải tố hắn. Chửi người khác là chó. Này là muốn đắc tội đến cùng đây mà. Còn quá trẻ tuổi, hành động ngông cuồng. Lần này đô sát viện bị hắn đắc tội nặng rồi. Chuyện này dự là sẽ không kết thúc. Điện hạ, hay là chúng ta cũng tham gia luận tội hắn đi. Góp vui chuyện này làm gì? Đây là cơ hội tốt để đục nước béo cò mà. Có đục nước hay không còn chưa biết. Chúng ta không tham gia vào, cứ xem như xem kịch. Tất cả các ngự sử đều đang luận tội sao? Đúng vậy, vốn dĩ chỉ có mấy người đó. Hiện nay đô sát viện đồng lòng căm phẫn, đang dồn hết sức lực để luận tội Phạm Nhàn và Công Công. Chuyện này liên quan gì đến ta chứ? Dù sao 3.000 lượng bạc đó cũng là do ngài đưa. 3.000 lượng bạc ở kinh thành thì mua được cái gì? Chuyện cỏn con như hạt vừng thế. Còn chữ người ta là chó, cái đó không phải ta mắng mà. Theo lập trường của đô sát viện thì Phạm Nhàn và Công Công là cùng một ruột. Ta mới chỉ gặp hắn đúng một lần, sao ta lại cùng một ruột được chứ? Người ta nói rồi, cái biết được thì chỉ có một lần, còn những lần lén lút không báo có trời mới biết bao nhiêu lần. Nghe nói đô sát viện đã ra lời, từ lâu đã nghi ngờ ngài và Phạm Nhàn thông đồng với nhau, rất có thể còn nhận hắn làm cha nuôi. Nói bậy, ta bao nhiêu tuổi, hắn bao nhiêu tuổi mà lại nhận làm cha nuôi được? Công Công, đến lúc này rồi thì đừng tranh luận tuổi tác làm gì. Ta nói người biết. Phạm Nhàn đúng là điên rồi. Lũ cứng đầu ở đô sát viện chết cũng không sợ, chỉ sợ mất danh tiếng. Hắn thì hay thật, chửi người ta là chó. Chửi người ta là chó đi. Tiểu Hồng Công Công, giờ ta phải làm sao đây? Công Công, chuyện đến nước này cũng không còn liên quan đến ngài nữa. Sao lại không liên quan đến ta chứ? Người họ luận tội là ta, là ta đó. Chuyện gì thế này hả trời?
Ra ngoài sớm thế? Ngươi chẳng sớm hơn ta à? Là để chờ ngươi mà. Ăn chút gì đi, sáng ra không được để đói. Việc của Kiểm Sơ Ti càng ngày càng ầm ĩ. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Manh mối của lão nhị buôn lậu với Bắc Tề Đại Đức. Nhưng không sao, có người nhắc nhở ta. Cái ta đối mặt không phải là chuyện mà là người. Yên tâm, ở đây không có ai khác. Chuyện này có liên quan gì đến Kiểm Sơ Ti? Lão nhị buôn lậu với Bắc Tề là vì tiền. Tiền không tiêu xài thì thành sắc vụn. Ngươi nghĩ số tiền hắn kiếm được có thể tiêu xài ở đâu? Lén lút nuôi quân, còn gì nữa? Mua chủ quan lại, bồi dưỡng phe cánh. Ngươi lợi dụng Kiểm Sơ Ti ra tay, thực chất là điều tra tham nhũng hối lộ. Trong kinh đô thì ta có thể tự mình điều tra, nhưng dưới trướng lão nhị không chỉ có quan lại kinh đô, phải điều tra cả ngoài kinh đô, nhất xứ bọn ta không bằng tứ xử các ngươi. Được thôi, ta sẽ điều tra ngoài kinh đô. Vậy là đồng ý giúp ta rồi à? Không phải vì ngươi. Biết rồi biết rồi. Vì Khánh Quốc. Dư trướng có người nào dùng được không? Cho ta mượn vài người. Ngươi quản lý tứ xử, còn cần mượn người à? Chủ sự tứ xử là cha ta chứ không phải ta. Có gì khác nhau? Ta không muốn giám sát viện cùng áp dụng kiểu gia truyền con nối này. Hiếu trung cho nước nhà, sao có thể không trả trời công tư? Tiểu Phạm đại nhân, Ngôn công tử, Lão Vương, Lão Cao. Thời gian này giúp tiểu Ngôn công tử làm mấy việc? Dân nghe theo lời dặn dò của Ngôn công tử. Cao Đạt, ta nhớ ngươi thuộc hổ vệ. Dân. Nhưng từ hôm nay trở đi, nhóm chúng ta sẽ hành động dưới trướng tiểu Phạm đại nhân. Hổ vệ trực thuộc cấm quân, chỉ tuân theo mệnh lệnh hoàng thượng. Đúng vậy. Đúng lúc cần người thì phái Cao Đạt đến. Đôi lúc ta cũng không hiểu rốt cuộc bệ hạ của chúng ta đang nghĩ gì. Thiên uy khó lường, ai nói không phải chứ? Ngươi đi luôn à? Sao ngươi không đi? Ngài còn chưa trả tiền mà. Việc này cũng phải do ta làm. Trước lúc tiểu Ngôn đại nhân đến, tiểu Phạm đại nhân đã dặn dò tiệm bánh bao này đổi thành bao trọn đời. Ta cũng không hiểu bao trọn đời đây nghĩa là gì. Đại khái là nhân này, mì này, lửa này, nước này đều tính là chi phí. Lão Cao, bảo các binh sĩ mang hết bánh bao còn thừa về. Được, còn chỗ nhân này ta mang về nhà, buổi tối làm thịt viên cho bá bá nhà ta ăn. Nhân thơm quá. Thịt này ngon. Lão gia, ta nghe nói mấy ngày nay đô sát viện ngày càng dâng nhiều tấu chương buộc tội phạm nhàn. Có chuyện này sao? Đã lúc này rồi con vẫn không thấy sốt ruột sao? Nghe nói ngự sử của đô sát viện ngày nào cũng chửi cha mắng mẹ ra đó. Đâu chỉ chửi cha mắng mẹ, chửi cả tổ tông rồi kìa. Ngự sử toàn là người có học mà. Người có học cũng là người, cùng đường thì cũng rất dậu. Cha nói chuyện đúng độc địa. Bây giờ phải làm sao? Hay là tặng chút lễ? Vô ích. Ngự sử đô sát viện thích thể hiện nhất, không nói tới bức tư pháp chó điên sủ loạn. Mấy ngày nay vô số lời và tội, nhưng Phạm Nhàn chưa hề từ biện hộ một lời, vẫn ăn uống bình thường, hoàn toàn không coi đám đô sát viện là người. Sự sỉ nhục treo đầu cửa cổ này, đô sát viện sao có thể nhịn được? Người đọc sách đều nhỏ nhen như vậy sao?
Không tính lão gia, con cũng thật là đang yên đang lành chọc vào bọn họ làm gì? Hay là ta vào cung một chuyến thăm dò từ chỗ hoàng hậu để con tìm cơ hội xin lỗi Đô Sát Viện? Không đúng, người không phải Liễu Diên Nương. Liễu Diên Nương không lo lắng chuyện vớ vẩn của con. Nhảm nhí, đúng là được thương tự nhiên thế sợ. Tư Triệt nó, Tư Triệt không sao. Tình hình thế nào? Quan sát trước sau rồi không hề phát hiện quân biên giới Bắc Tề có động tĩnh. Xem ra bên cạnh hắn chỉ còn đám thuộc hạ này thôi. Chuẩn bị ra tay, trừ Phạm Tư Triệt, không để ai sống. Nhớ kỹ, chúng ta là Cẩm Y Vệ Bắc Tề, không liên quan đến Khánh Quốc. Hồi Huyên Tư Triệt rời kinh, con đối nặng có lý lắm mà. Sao bây giờ lại tùy hướng bỏ mặt bản thân? Bao nhiêu thứ chương phạt tội như thế, ít ra con cũng nên dâng thố biện hộ cho mình, không được mặc kệ để vậy. Được rồi, Phạm Nhàn không phải Tư Triệt, nó biết phải làm sao. Sao chuyện này cũng chê bai Tư Triệt được? Di Nương nói không sai, lời phạt tội của Đô Sát Viện đúng là nên có hồi đáp. Hồi đáp sao? Sau này sẽ biết thôi. Hôm nay thịt nhiều nhỉ? Đúng, thơm quá. Đúng là không tệ. Ăn nhiều chút, ăn nhiều chút. Ngon thật đó, ngon thật đó, ngon thật. Đúng thế. Đại nhân, đại nhân, thịt này không phải người khác tặng đâu. Đây là nhất xứ của viện giám sát chúng ta tự bỏ tiền ra mua đó, danh chính ngôn thuận. Thế lấy chút cho ngài nhé. Không cần, mọi người ăn đi. Ăn no rồi làm việc cho tốt. Chị tế không biết. Đúng thế, làm như hay ho lắm. Không cần quỳ, đầu gối cứng lên. Dân, mấy ngày không tới nhất xứ có ổn không? Nhờ phúc lớn của đề ti đại nhân, mọi việc bình thường, đều có trật tự. Mọi người sau lưng nói gì về ta? Đương nhiên là kính trọng đại nhân hết mực. Thật sao? Thật đó, ta đoán xem. Ngày đầu mới tới nhất xứ, nói năng đường hoàng tử tế lắm. Kết quả ngày hôm đó nhận 3.000 lượng của Đới Công Công. Nói một đàng là một nẻo, tham tiền bất chấp thể diện. Nói như thế nhỉ? Tuyệt đối không có chuyện đó.
Ngươi ăn cái này sao? Để đại nhân chê cười rồi. Không phải hầm đại nhất xứ hầm thịt sao? Ta chỉ ăn tạm một miếng, còn rất nhiều chuyện chưa làm xong. Nghe nói tiền nhất xứ hầm thịt lấy ra từ tiền trong sổ sách công. Đương nhiên, sau khi đại nhân trăng dậy, ai còn dám nhận lễ bừa bãi chứ? Thế tiền mua thịt từ đâu ra? Không phải đại nhân nói lấy từ sổ sách công sao? Ta xem sổ sách nhất xứ rồi, mấy ngày nay có khoản chi? Nhiều hơn 50 lượng. Thế nên lấy một chút bạc từ trong đó hầm chút thịt, cũng coi như bồi dưỡng đồng liêu một chút. Chuyện này ngươi biết không? Ta biết. 50 lượng này từ đâu mà ra? Xử lý quá nhiều chuyện vặt. Chỉ là 50 lượng cỏn con cũng không ảnh hưởng lệ thói. Hôm đó ở Kiểm Sơ Ti, Phương Khởi Niên nhét ngân phiếu cho ngươi là bao nhiêu tiền? Bẩm đại nhân, 50 lượng. Ngươi ghi tiền này vào sổ sách công của nhất xứ. Vốn dĩ thuộc hạ đã nợ tiền của xứ, thế nên trả vào rồi. Nợ tiền có chứng từ không? Mấy ngày nay ta xem hồ sơ về ngươi, Đặng Tử Viện, cá Vân Mộng bao năm nay Kiểm Sơ Ti đưa tới, ngươi chưa từng lấy con nào. Đại nhân, thuộc hạ không thích ăn cá. Vừa không thích ăn cá, cũng không thích ăn thịt, đúng không? Hôm nay nhất xứ hầm thịt có thể nói là dùng tiền của ngươi. Bản thân ngươi ở đây gặm cái này. Làm sao? Chê tiền này bẩn. Thuộc hạ không dám. Có gì không dám? Cũng không phải lần một lần hai. Bao năm nay Kiểm Sơ Ti không chỉ tặng cá thịt, sơn hào hải vị, của ngon vật lạ, đồng liêu trong sở ai cũng có phần, chỉ mình ngươi không lấy. Ngoài ra, các bộ trong kinh tặng tới đủ loại lễ quý hiếm. Cái gì mà là mạc dược mã não, xúc sắc ngọc trắng, ngươi đều không nhận. Đặng Tử Viện, ngươi liêm khiết lắm sao? Ngươi giỏi quá đây. Nhưng ta không hiểu, nếu ngươi đã liêm khiết như thế, sao ngươi không báo lên trên? Thuộc hạ biết tội. Ngươi đừng dỗi quỳ, ta đang hỏi tội ngươi sao? Ta hỏi ngươi tại sao không báo lên trên. Đại nhân, quan trường mà phải biết cư xử, thật sự không cần phải đắc tội người khác, đúng không? Vậy sao? Đây là ngươi của hiện tại. Đặng Tử Việt của ngày xưa không như thế. Đặng Tử Việt năm đó chính trực cương nghị, trong viện có ai dối trên lừa dối, mua cầu tư lợi, đều từng bị ngươi chỉ mặt chửi cho, thậm chí là cả cấp trên trực tiếp của ngươi. Hổ thẹn, hổ thẹn. Lúc đó thuộc hạ ngu dốt. Từ khi nào bắt đầu không chửi nữa mà đổi thành quy? Bẩm đại nhân, ta lúc đó không hiểu chuyện đời, hành sự ngông cuồng. Bây giờ thuộc hạ hiểu chuyện rồi. Ngươi hiểu gì rồi? Thuộc hạ hiểu rằng làm quan không được đi một mình, nên hòa vào dòng chảy. Hòa vào dòng chảy. Thế nên ngươi dám nhận cá đó, hòa vào dòng chảy? Y phục không có mà mặc rồi hay sao? Đặng Tử Viết, xuất thân nhà nghèo ở Định Châu, từng nuôi ngựa trong quân ở biên cương. Năm đó quân biên cương có đô úy làm giả sổ sách, mượn cớ mua thức ăn cho ngựa để lừa bạc của triều đình, là ngươi giữa vòng vây trùng trùng liều chết xông ra, đem bằng chứng phạm tội đến viện giám sát. Viện trưởng thấy người cương trực dũng cảm nên tuyển thẳng vào viện. Ta nói không sai chứ? Không ngờ đại nhân điều tra cả điều này. Ngư gia cảnh bận hàng thời niên thiếu từng lập lời thề, có thể thiếu tiền chứ không thể mất đi chí hướng. Năm đó ở Định Châu, hình bóng toàn thân nhuốm máu xông đến cổng lớn viện giám sát, yêu cầu dương cao quốc pháp. Ngươi còn nhớ không? Bẩm đại nhân, nhớ, nhớ. Còn nhớ. Vậy bây giờ ngươi, có phải ngươi cảm thấy lúc đó mình rất ngốc?
Thế gian nhiều điều bất công, dùng máu dẫn họa vào thân. Ngu thì cứ ngu thôi đại nhân. Hay cho câu ngu thì cứ ngu. Đặng Tử Việt, là thứ gì biến người thành ra như bây giờ? Lưng còng rồi, đầu gối mềm rồi. Không biết ngươi của năm đó nhìn thấy Đặng Tử Việt của hiện tại có khóc trống lên một trận hay không? Đại nhân, làm quan mà phải biết cư xử mà đại nhân, phải không? Ta biết. Ngươi từng có cơ hội thăng chức phó chủ sự, kết quả vì trượng nghĩa thẳng thắn mà giáng chức nhiều lần, cuối cùng bị giáng chức thành một chủ bộ cỏn con không đáng để mắt. Bao năm qua đi rồi nên ngươi chịu thua rồi. Chịu thua từ lâu rồi. Thế ngươi chịu thua thì thua triệt để một chút. Đang Tử Việt, chẳng phải là hoa vào dòng chảy sao? Đã như thế rồi, 50 lượng bạc đâu đáng để báo lên trên, để mang tới tận cửa có gì mà không dám lấy? Nếu đã như thế còn giữ chút nguyên tắc đó làm gì? Ngươi muốn giữ chút thể diện cho mình hay muốn người khác khen ngươi có khí phách hả? Ta hỏi ngươi đó. Đại nhân, đại nhân, ngài nhìn ta như này đã không còn khí phách gì từ lâu rồi. Đặng Tử Việt ta chỉ mong được giữ lấy thân mình. Giữ lấy thân mình là đủ rồi. Thế chúng ta cũng như nhau. Nói thật, ta cũng chỉ mong được yên thân mà thôi. Nếu ta thấy điều gai mắt, ta không muốn nhìn lắm. Ngươi có thù với ta thì ta phải báo. Tính khí này của ta leo tới địa vị này ở Kinh Đô là dựa vào đâu? Dựa vào đại nhân đa mưu túc trí, người thường không sánh bằng. Không liên quan tới mưu trí, phải là do đại nhân có tài văn chương đáng để phục. Phải càng không liên quan gì. Đại nhân, thuộc hạ thật sự không biết, là vì ta có người chống lưng. Tính cách này của ta, nếu như không có các trưởng bối chống lưng, ở kinh đô này không sống quá 3 ngày, đúng không? Làm người tốt, giữ giới hạn tốt nhất là có một chỗ dựa. Đặng Tử Việt, ngươi có không? Thuộc hạ không có. Bây giờ ngươi có rồi. Từ nay về sau, ta chính là chỗ dựa của ngươi. Ngươi có thể thử tìm lại bản thân mình trước đây, thử nâng giới hạn của mình lên một chút. Đừng sợ gây họa, ta sẽ bao che giúp ngươi. Đại nhân, ta biết giờ ngươi vẫn chưa thể tin ta hoàn toàn. Không vội, chúng ta nhìn người, không nhìn người đó nói những gì, nhìn họ làm như thế nào. Đi thôi, làm việc đã. Đại nhân, làm việc gì? Giúp ta viết một tấu chương, tấu chương biện hộ, dùng danh nghĩa của nhất sứ gửi qua đó. Đại nhân, ta viết không thích hợp đâu, chữ ta xấu. Dạ, dạ. Không cần mài mực, viết luôn. Đại nhân, chút mực còn sót lại này viết được mấy chữ chứ? Đủ rồi. Tấu chương biện hộ của Phạm Nhàn vào cung rồi à? Dân, xem ra không chịu nổi rồi. Thật ra đã muộn rồi. Lúc này đám ngự sử của Đô Sát Viện đang cực kỳ hưng phấn. Tấu chương biện hộ này phía có xuất sắc cách mấy cũng chưa chắc dọn dẹp được cục diện. Không hề xuất sắc. Tổng cộng 8 chữ. 8 chữ gì?
tấu chương biện hộ của Phạm Nhàn. Gian thần hoành hành, làm gì có tội. Gian thần hoành hành, làm gì có tội. Khánh Quốc từ lúc lập quốc đến nay chưa từng có tấu chương tự biện hộ như vậy. Không chỉ riêng Khánh Quốc, từ khi có ghi chép lịch sử đến nay, đây cũng là bản đầu tiên. Ta vốn tưởng rằng Giáo Điên sử loạn đắc tội quan người sử đến cùng cực, nhưng ta làm rồi. Tấu chương này mới là đỉnh cao. Mắng người như chó không phải ác hơn sao, Điện Hạ? Mắng người như chó tuy nghe thì tức, nhưng chỉ là kiểu chợ búa. Nhưng ngự sử trọng thể diện, bốn chữ gian thần hoành hành này là hủy hoại gốc rễ của Đô Sát Viện. Ức hiếp người quá đáng. Chữ viết đẹp đấy, là hắn viết sao? Chắc là nhất sứ của giám sát viện viết hộ. Ta nói mà, thi tiên này mất mặt thật. Đô sát viện Phạm Nhàn, không ai nhường ai. Vậy đối chất rút điện đi. Buổi thượng triệu ngày mai, Phạm Nhàn và các quan ngự sử đối chất rút điện. Chỉ ý đã truyền ra rồi. Đặc sắc, ngày mai cục vua nhất định phải tận mắt xem. Nói ra thì Phạm Nhàn từ lúc đến kinh đô đến nay chưa từng đến đại điện. Ngày mai là lần đầu tiên, lần đầu đã là trận quyết chiến, tương lai đáng mong chờ đây. Chưa biết chừng sẽ bị các quan ngự sử đánh bại. Khó nói lắm. Dù sao chúng ta cứ yên tâm xem kịch, xem cuộc vui, đó là đương nhiên. Tất An, có. Chuẩn bị sẵn vụ án của Bảo Nguyệt Lâu, ngày mai ta mang lên điện. Điện Hạ muốn giúp Đô Sát Viện dẫm chết Phạm Nhàn sao? Chuẩn bị không thừa. Quét khá lâu rồi. Nó đang ổn định tâm trạng. Ngày mai dù gì cũng là lần đầu Phạm Nhàn lên triều, thật sự sẽ gây ra ồn ào lớn đấy. Lão già chẳng nhớ trong chừng chút. Ta quản lý hộ bộ, xích mích giữa nó và Đô Sát Viện, ta không tiện nhúng tay. Mặc kệ là bộ gì chứ, hai người đều họ Phạm. Đô Sát Viện đông như vậy, Phạm Nhàn chỉ có một mình, sao đấu lại được? Nàng không hiểu. Ngày mai lên điện ta không tiện mở lời, nếu không ngược lại sẽ bất lợi cho nó. Tư Triệt có thể quay về hay không dựa vào nó cả. Nó tuyệt đối không thể có chuyện đâu đấy. Yên tâm đi, nếu như thật sự có nguy hiểm đến tính mạng, liệu cả cái mạng già này cũng phải bảo vệ nó. Chàng đối với Phạm Nhàn tốt thật đấy. Với Tư Triệt cũng vậy mà. Vậy thì đối với cái mạng già của mình cũng tốt chút đi. Nếu ta không nhìn thấy người thật, người cứ đứng mãi đó à? Sao không để người dưới làm? Tự ta có chân có tay, không làm phiền người khác. Viện trưởng bảo ta chuyển lời đến ngài. Kết quả ngài bảo Ngô Băng Vân điều tra đã nằm trong tay viện trưởng rồi. Mong tiểu Phạm đại nhân yên tâm lên điện. Thay ta cảm ơn tiểu Ngô. Tiểu Phạm đại nhân, xin hỏi Ngũ Trúc Ngũ đại nhân về kinh chưa? Cái này cũng là viện trưởng bảo người hỏi à? Ta tự muốn hỏi. Ta không biết.
tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ, sao lại đứng ở đây? Chờ ngươi đó. Đặc biệt đến xem trò hề của ta. Tội gì ngươi phải thế? Chưa hiểu lắm. Biết tại sao không ai muốn làm kẻ địch của bên ngự sử không? Đám người văn vẫn này, người đấu với họ, thắng cũng chẳng có ích gì, thua rồi thì vạn kiếp bất phục. Tại sao cứ phải chấp họ làm gì? Chưa biết chừng lát nữa chúng ta hóa địch thành bằng hữu thì sao? Vậy ta sẽ lấy đồ xuống, là bóng cho người đá. Thái tử không cần cách khí thế đâu. Tóm lại, lát nữa cẩn thận vào. Quả thật không ổn thì cứ lùi một bước, ta còn xin giúp ngươi. Việc đó thì khỏi, có điều ta quả thực có việc muốn xin giúp. Nói xem. Thái tử điện hạ cũng biết, hôm nay là lần đầu tiên ta lên triều, với những lễ nghĩa rồi quy tắc gì đó không hiểu gì hết, phải tìm một người dạy ta. Tân đại nhân, đang tìm ngài đấy. Vậy sao? Tân đại nhân, việc này buộc phải nói lại với ngài. Tân kỳ vật, qua đây, qua đây. Thái tử điện hạ, Phạm đại nhân, ngài xem, ta ban nãy làm sao thế nhỉ? Sao không nhìn thấy hai vị chứ? Ngươi vào điện với Phạm Nhàn, lễ nghi có gì không hiểu, chỉ cho ngài. Ta cầu cậu không được, cậu cậu không được. Vậy thì tự bảo trọng nhé. Tân đại nhân. Phạm đại nhân, sao không tìm ta uống rượu? Việc công bận rộn, Tân đại nhân vất vả. Nếu quả thực quá mệt, có thể cáo bệnh xin nghỉ vài hôm. Có lý, chỉ là nói hơi muộn, điện hạ cũng đi rồi. Mấy người đó sao cứ nhìn sang bên chúng ta thế nhỉ? Mấy người đó đều là người sự của Đô Sát Viện. Hóa ra là thế. Sao họ cứ nhìn chằm chằm chúng ta? Ngài có thù với họ à? Bên này còn hai người nữa. Phạm đại nhân, ta nói thật với ngài, giờ ai mà đứng cạnh ngài, người đó sẽ có thù với mấy người bọn họ. Người đó không đội trời chung với họ. Tân đại nhân yên tâm, lát vào trong điện, ngài cứ yên tâm xem kịch là được. Tuyệt đối đừng nói đỡ hộ ta. Kiềm chế, kiềm chế, cố kiềm chế. Ta cố gắng. Cái này, Phạm đại nhân, ta nhiều lời nhé. Ngự sử Đô Sát Viện, kiềm nén cơn giận bao ngày nay, phải hơn thế nữa. Cái gì? Không có gì, ngài tiếp tục. Họ tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Vậy nên, ngài đó mà, phải cẩn thận đối phó, khéo nhỉ. Cái gì? Ta cũng không định để yên. Tân đại nhân, ngài nói xem, hôm nay đến đây có mấy người chuẩn bị xem trò cười. E là tất cả. Vậy nếu người đến xem trò cười tự biến thành trò cười thì sao? Đi thôi, lên điện. Phạm đại nhân, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Chào buổi sáng, 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 các vị đồng liêu, chào buổi sáng. Phạm đại nhân, bệ hạ vẫn chưa đến, ngài xem, ngài thấy chưa, bên này chưa có ai, đều là nơi văn quan đứng, chờ lát nữa ngài
đứng vào đó nhé. Đứng đó. Ta ấy mà. Đứng bên kia. Vậy ta đi trước nhé. Vẫn chưa đến, không phải sao? Nói chuyện lát. Nói cái gì? Sáng ăn gì đấy? Bánh thịt ở chợ Tây khá ngon. Ta thấy nơi này hình như cũng chưa phải cung điện lớn nhất. Việc này còn cần do bệ hạ định đoạt. Không sai, không sai. Bệ hạ, chê chính điện quá lớn, người đứng không kính, nói chuyện thì nghe không rõ, thế nên thiết triều liền đổ qua đây. Ra là vậy. Vậy ta qua đó trước. Chuyện gì thế này? Chỗ bệ hạ ta ngồi, thái tử còn đứng. Ông ta là ai thế? Chính sứ Cơ Mật Viện, Tần Nghiệp.